Xin kính chào các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Hôm nay Miss Mơ xin giới thiệu nguồn tài nguyên vô cùng quý giá trên app Easy Class, đó là tính năng lo luyện thi. Tính năng này đặc biệt quan trọng với các bạn học sinh đang học lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Khi mở tính năng lo luyện thi, chúng ta sẽ thấy 4 hộp đề thi. Hộp đề thi vào lớp 6 dành cho học sinh lớp 5. Hiện tại có 213 đề thi. Hộp đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên dành cho các bạn học sinh lớp 9 muốn thi vào các trường chuyên như Phan Bội Châu. Hiện tại có 175 đề thi. Hộp đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông dành cho các bạn lớp 9 muốn thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Hiện tại có 373 đề thi. Đặc biệt hộp thứ tư, hộp đề thi trung học phổ thông quốc gia dành cho các bạn học sinh lớp 12 sắp tới sẽ thi tốt nghiệp và thi đại học khối A1 hoặc khối D. Hiện tại có 562 đề thi. Đối với nguồn đề thi rất lớn này, các bạn có thể làm trực tiếp trên app, được chấm điểm tự động, có chữ đúng sai và đối chiếu đáp án. Đề thi hoàn toàn bám sát với yêu cầu về khung năng lực đề thi của Bộ Giáo dục đề ra. Bây giờ giáo viên sẽ demo một đề thi thử phổ thông quốc gia dành cho học sinh lớp 12 để chúng ta đánh giá cấu trúc đề, nội dung và chất lượng đề so với yêu cầu của Bộ Giáo dục đề ra nhé. Chúng ta sẽ vào đề thứ nhất. Thời gian 60 phút, tổng là 50 câu. Câu thứ nhất là phần về phần từ vựng ngữ pháp. Ta điền đáp án D bởi đây là câu hỏi đuôi mà phần trước là của động từ to be. Câu thứ hai ta điền the bởi tên của đại dương, trước đó ta dùng mạo từ. Câu thứ ba ta điền in sau đó cộng với danh từ chỉ địa điểm để tạo thành cụm tràng ngữ chỉ địa điểm in the library, trong thư viện. Sau từ suggest là cộng động từ thêm in, ta chọn đáp án B. Câu thứ 5, đó là câu điều kiện loại 2, mệnh đề điều kiện ở thì quá khứ đơn, ta chọn đáp án B. Câu thứ 6, câu này có hai mệnh đề được liên kết với nhau với từ since, mệnh đề ngay sau since dùng quá khứ đơn, mệnh đề còn lại dùng thì hiện tại hoàn thành. Câu thứ 7 là liên từ dùng để nối hai mệnh đề. Riêng từ despite và because of thì đứng sau nó là cụm từ nên ở ta loại. On dầu nghĩa là mặc dù, because nghĩa là bởi vì, ở đây chỉ nguyên nhân, ta chọn đáp án D, because. Ta chọn đáp án D bởi đây là câu có hai mệnh đề thứ nhất thì tương lai đơn, mệnh đề thứ hai hiện tại hoàn thành, có sự liên quan. Câu số 9, sau expect là động từ nguyên thể có to. Câu số 10, intelligent là tính từ, trước tính từ sẽ là trạng từ thể cách. Câu số 11, unofficial visit, ta dùng động từ paid là có một cái cuộc gặp chính thức. Barack Obama đã có một cái cuộc gặp chính thức đến Việt Nam vào tháng 5 2016. Câu thứ 13, ta sử dụng cái danh từ tube, the tube of toothpaste là một tuyếp kem đánh răng. Câu số 14, ta sử dụng tính từ extensive, the extensive use of, cái sử dụng sâu rộng. Câu số 15, for his big break, là một cái kỳ nghỉ lớn. Tiếp theo đó là dạng điền từ thích hợp vào chỗ trống của đoạn văn. Câu số 16, ta chọn đáp án C, associate this. Câu số 17, other parts of. Câu số 18, coincided with. Câu số 19, see who là đại từ quan hệ dùng để nối cái danh từ chỉ người, là danh từ correction. Câu số 20 là liên từ
để đổi hai câu however và hai câu ngược nhau về trường nghĩa. Câu số 21 là dạng câu dạng bài tập giao tiếp. Câu 21 thì ta điền đáp án C. You can borrow books from the library. Câu số 22 tiếp tục lại là một dạng câu giao tiếp. Ở đây ta chọn đáp án B. Câu số 23 đó là tìm từ đồng nghĩa, từ assist đồng nghĩa với từ help. Câu số 24 đồng nghĩa với từ well off là healthy. Câu số 25 là tìm lỗi sai. Ở đây là cái từ sai là allow. Câu số 26 cũng tiếp tục tìm lỗi sai, history. Câu số 27 tiếp tục là tìm lỗi sai, ở đây sai là raised. Câu số 28 đó là nối hai câu viết lại câu gần nghĩa, viết lại câu gần nghĩa. Câu 28 đáp án A. Câu số 29 viết lại câu gần nghĩa, chuyển câu lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp, đáp án B. Câu số 30 là nối câu, đáp án B hợp lý. Câu số 31 là trọng âm, 31 trọng âm, ở đây đáp án C. Perform là trọng âm rơi âm tiết thứ hai, còn lại âm tiết thứ nhất. Câu số 32 tiếp tục là phần trọng âm. Câu số 33 đó là nối câu, nối câu. Ở đây đó đáp án A hợp lý. Câu số 34 chúng ta cùng nối câu, đáp án C hợp lý. Câu số 35 tiếp tục là đề đọc hiểu. Ở đây là what does the passage mainly discuss? Đối với câu tìm chủ đề thì ta nhìn vào phần cuối hoặc phần đầu của bài. Ở đây đáp án A. Câu số 36 từ them là dùng để thay thế cho từ nào? Ta nhìn đằng trước đó thấy có customers, ta chọn vào đáp án customer. Câu số 37 nói về cái đoạn văn thứ hai. Câu nào đúng khi nói về Instagram và Twitter? À, câu số 37 ta chọn đáp án C. Câu số 38 nói về cái thái độ của Robert Bell ở cái đoạn thứ ba. Câu số 38 đáp án D. Yeah. Câu số 39 định nghĩa của từ stepstone, đáp án D. Câu số 40 ở phần phát âm dễ, đáp án A. Câu số 41 cũng là phần phát âm dễ, đáp án B. Câu số 42 tiếp tục là một bài đọc hiểu, là title for passage, đáp án D. Câu số 43, câu số 43 rồi ta chọn một câu, lần này giáo viên chưa đọc. Câu số 44 từ those thay thế cho từ nào ở đằng trước? Ta thấy từ trước đó có từ girls hợp lý. Câu số 45 từ burden đồng nghĩa với từ nào? Đồng nghĩa với từ load trong trường hợp này. Câu số 46 imprisonment nó đồng nghĩa với từ có thể thay thế được từ detention là bắt giam, giam giữ. Câu số 47 là câu nào không đúng, ta chọn một cái từ câu nào đó đi, giáo viên chưa đọc suy luận. Câu số 48 là suy ra từ cái bài văn này là gì, ta cứ chọn một đáp án nào đó. Rồi câu số 49 từ starving nó ngược nghĩa với từ nào, tức là tìm từ đổi nghĩa, từ này đổi nghĩa với từ full là đầy đã. Rồi cầm từ wet behind the ears nó nghĩa là thiếu kinh nghiệm, vậy đổi đổi nghĩa với từ full of experience. Vậy chúng ta sẽ nộp đề thi.
được 92%. Vậy là giáo viên làm được 46 trên 50 câu đúng. Ta sẽ kiểm tra lại kết quả của mình. Câu nào đúng, câu nào sai thì nó sẽ hiện lên trong bài. Nó hiện lên trong bài. Có mấy câu giáo viên làm mà không không đọc. Đây. Đó. Câu nào làm sai thì nó chỉ cho mình luôn và đưa ra đáp án. Đấy. Hai câu đó, ba câu mình làm không không đọc đáp án thì là không có kết quả như ý. Đó. Sau khi giáo viên hoàn thành đề thi thử này, giáo viên đánh giá về thời lượng đủ 60 phút, về số câu 50 câu có đầy đủ các dạng theo form đề Bộ Giáo dục. Ngữ âm có 4 câu, 2 câu phát âm, 2 câu trọng âm. Dạng thứ hai đó là ngữ pháp và từ vựng có 23 câu, trong đó 8 câu ngữ pháp, 6 câu từ vựng, 2 câu đồng nghĩa, 2 câu trái nghĩa, 3 câu tìm lỗi sai. Dạng thứ ba đó là chức năng giao tiếp có 2 câu. Dạng thứ tư là kỹ năng đọc có một bài đọc điện từ 5 câu và hai bài đọc hiểu 13 câu. Dạng thứ năm là kỹ năng viết, là viết câu gần nghĩa nhất với câu cho sẵn có 3 câu, nối hai câu thành một câu có 2 câu, tổng đề có 50 câu. Về đề thi phân hóa rõ theo 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. Vậy qua phần review của Mixmer về tính năng lò luyện thi trên Easy Class, phụ huynh, học sinh và các giáo viên tiếng Anh chắc chắn sẽ thấy rõ hơn giá trị của Easy Class mang lại cho học sinh trong việc hỗ trợ học tiếng Anh theo lộ trình từ lớp dưới đến lớp trên và trong việc học, việc ôn luyện cho các kỳ thi quan trọng của các bậc học, cấp học. Sứ mệnh của giáo viên khi mang Easy Class đến cho người sử dụng là làm cho mọi người thấy được hữu ích của Easy Class và giúp học sinh tiếp cận app này theo cách hiệu quả nhất. Rất mong video này sẽ lan tỏa trong cộng đồng để nhiều học sinh có thể có cơ hội tiếp cận hơn. Hãy nắm chắc cơ hội này, biết đâu đây là bước ngoặt thay đổi bản thân bạn. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người.